từ độ cao 800m nhìn xuống sẽ như thế nào. Úi dồi ôi, mây này anh em. Đẹp chưa? 800m rồi. Hello anh em, như anh em đã biết thì cái mẫu Potensic Atom này tầm bay xa của nó lên đến 6km và bay cao 800m. Thì hôm nay mời anh em cùng em mình đi săn mây cùng cái mẫu Potensic Atom này nhá. Xem bay cao lên 800m săn mây nó sẽ như thế nào. Đây, thời tiết là hôm nay có nắng nhẹ rồi anh em nhá. Trời thì có mây, nhưng mà mình thấy mây hôm nay khá là cao đấy. Đấy. Thường thì mây buổi sáng sớm nó sẽ thấp hơn, mây tầm này nó cao rồi. Nhưng mà mình sẽ bay thử lên 800m xem là có tới mây đấy hay không anh em nhá. Đây là cái bộ combo của nó anh em nhá, mức giá tầm khoảng 7 triệu rưỡi cho bản combo, còn bản đơn thì nó tầm khoảng 6 triệu rưỡi. Như hôm trước mình đã test chất lượng camera của con này khá là ngon anh em ạ. Với cái tầm 6 triệu rưỡi cho bản đơn. Cảm giác bay rất là ok nhá, lái thích, bay đầm. Kháng gió tốt. Cam đẹp. Bay cao bay xa nhá. Thì anh em mua bản combo nó sẽ có thêm cả cái đốc sạc này, 3 pin này. Đấy, tay cầm rất là xịn sò luôn này, nhìn khá là đẹp. Ok anh em, bây giờ GPS đã đủ, mình sẽ bay lên và săn mây. Potensic Atom đây. Giữ vị trí khá là ok mọi người. Đấy, ở clip trước mình đã test cho anh em khả năng bay ngoài trời cũng như là chất lượng cam nó rồi. Rất là đáng chơi mẫu này nhé, cam đẹp. Ok, flycam của chúng ta đã khởi hành anh em nhé. Trời hôm nay mây mù quá anh em ạ. Đây mình sẽ bật ghi hình lên. Tốc độ khá là chậm nên mình sẽ cho sport nhé, để cho bay nhanh này. Đấy, khi bật sport cái nó bay nhanh hẳn lên. Nếu mà săn mây thì nên săn mây ở những cái hôm mà thời tiết nó quang anh em. Trời quang mây tạnh. Rồi thì buổi sớm thì nó mây nó sẽ thấp. Hiện tại bây giờ mình đang bay lên độ cao là 120m ô giới hạn à. Đây mình sẽ phải kéo mắc lên. Đó. Agree này, confirm này. Mây mù quá anh em. Liệu bay lên 800m nó có qua được cái lớp mây này không? Qua được lớp mây mù hay không? Đây cho nhìn xuống quang cảnh đây. Cảnh báo là phải cho hướng anten lên trên. Phải nói là cái mẫu này trải nghiệm điều khiển khá là tốt đấy. Bay rất là êm, rất là mượt. Hơn 300m rồi anh em. Đấy. Có thể nhìn được những cái lớp mây mù, lớp sương. Gần 400m rồi. Mây đen này. Uấy. Mây đây anh em. Con này khả năng bay cao 800m. Như anh em biết thì dòng DJI nó cho bay cao 500m. Còn những cái dòng khác nó sẽ cho bay cao lên tận 800m. 800m là một cái lợi thế, anh em sẽ bay được thêm 300m nữa để săn mây. Đấy, như hôm nay mình bay lên này, úi sổ hồi lắm mây chưa. 600m là mây đã mây mù rồi anh em ạ. Đấy. Như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh luôn này. Lợi thế của những cái mẫu bay cao lên 800m. Nếu DJI để mà bay cao lên 1000m thì phải chơi những cái dòng đắt tiền của nó. E3 rồi thì Mavic 3 Pro các kiểu. Đấy. Đây mình sẽ cho cụp xuống. Từ độ cao hơn 700m, chuẩn bị lên 800m rồi anh em ạ.
từ độ cao 800m nhìn xuống sẽ như thế nào. The flight height limit has been reached. Anh em. Đẹp chưa? 800m rồi. Bây giờ mình sẽ cho ngẩng gimbal lên nha. Đấy. Lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh luôn này. Mình sẽ cho quay xung quanh này. Đây. Và những cái đám mây rất là đẹp luôn nhé. Cưỡi trên mây rồi, cân đổ vân cưỡi trên mây rồi anh em. Đó, đám mây to chưa? Bay 800m anh em, săn mây quá là ok luôn. Mình sẽ cho di chuyển nhé, cho cưỡi mây nhé. Potensic Atom bay ở độ cao 800m, săn mây. Và cái kết. Cái kết gặp quá là nhiều mây luôn anh em ạ. Cái hướng này nó mây mù quá, mình sẽ đi ra một cái hướng khác mà ở dưới xem được cảnh vật ấy. Quang quang hơn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Vẫn còn 65% pin anh em. Hạ xuống thoải mái. Đấy, đây. Mình sẽ đi ra hướng này nhá. Cho cụp cam xuống để nhìn thấy mây và nhìn thấy cảnh vật ở bên dưới luôn. Quá phê mọi người ạ. Với bản đơn anh em chỉ bỏ ra 6 triệu rưỡi thôi là săn mây tẹt bô rồi. Và mình thấy cái mẫu này chất lượng của nó cũng gọi là tiệm cận DJI đây anh em ạ. Từ về chất lượng cam rồi thì gimbal chống rung rất là mượt. Trải nghiệm bay cũng rất là ok luôn nhé. Điều khiển dễ. Các thao tác điều khiển bay kỹ thuật bo tròn các thứ nó khá là dễ điều khiển anh em. Nó không không khó điều khiển như những cái mẫu của hãng khác. Rồi thì bay cao bay xa, xa 6 km, cao 800m. Pin cũng khá là ok mọi người ạ. Mình thấy bay dòng này pin của nó cũng phải được đến tầm 25 phút đấy. Có thể lên 25 30 phút anh em. Please connect the drone. Returning. Đi vào đám mây này nó yếu pin anh em. À không phải yếu pin, nó yếu tín hiệu. Return to home. Mình sẽ tắt return to home đi nha. Bởi vì mọi người phải hiểu là khi mà bay lên chỗ mây này, mây nó có rất là nhiều điện tích. Đấy, nên mà nó sẽ làm nhiễu sóng của mình. Khuất đám mây cái là có thể làm nhiễu sóng. Mình sẽ cho quay một vài cảnh nữa, sau đó thì mình sẽ cho về nha. Đây. Cho ngẩng hẳn lên như kiểu là bồng lai tiên cảnh luôn. Quái. Anh em thấy mây đẹp chưa? Cho cục gimbal xuống một chút. Đang bay trên mây luôn mọi người nha. Khi mà đi vào mây như này thì nó sẽ có hơi nước. Về thân của nó sẽ có những cái giọt nước đọng sương anh em nhé. Tí nữa về mình sẽ show cho anh em xem. Đấy. Mây hôm nay chi chít luôn anh em ạ. Mình sẽ cho cưỡi mây di chuyển về hướng này. Pin còn 50% nữa. The flight height limit has been reached. Tôn Ngộ Không ngày xưa thì cũng chỉ như thế này thôi anh em. Đấy. Tôn Ngộ Không ngày xưa đi mây về gió thì cũng chỉ như thế này thôi. Rồi ok, mình sẽ cho xuống anh em nhé. Mình sẽ cho xuống. Please connect the drone. Đấy. Cũng đúng lúc là nó disconnect và nó cho return to home.
cũng cho xuống dần đi 46% rồi. Cho return to home. Returning. Nói chung là anh em bay những con đắt tiền nó rất là an toàn, bay ổn định. Rồi thì nó sẽ có chế độ return to home các kiểu. Đấy. Trong khi bay về mình sẽ cho quay cảnh cho anh em xem luôn nha. Cưỡi mây bay về nha. Nó vừa hạ độ cao, nó vừa di chuyển về cái hướng của mình đang đứng đấy. Cái này gọi là vén mây để đi xuống luôn anh em. Đang vén mây để đi xuống nhá. Đang di chuyển về vị trí độ tầm xa chỉ khoảng hơn 200m. Độ cao đang di chuyển xuống 700m rồi. Gọi là bay xuyên mây luôn anh em, xuyên từ cung đình xuyên mây xuống trần gian. Quá phê luôn. Thì với mẫu này chỉ 6 củ rưỡi thôi là anh em có thể săn mây 800m tẹt bô rồi. Nói chung là mình thấy là chất lượng rất là ok trong tầm giá. Mọi tiêu chí đều ok. Có cái điều là hãng này thì nó không tên tuổi như DJI thôi. Đấy. Xuống cái chỗ này thì mây mù anh em ạ. Đây. Ngang tầm mây luôn này. Hôm nay mây như thế là cũng gọi là mức bình thường đấy. Lắm hôm mây cao mình bay 800m còn chỉ gặp một vài gợn mây lang thang thôi. Nhưng hôm nay là mây khá là dì đấy. Thôi, đã xuyên mây đi xuống anh em nhé. 500m là đã thấy mây rồi. Ở độ cao còn hơn 400m thôi. Pin còn 35%. Thời lượng pin của cái dòng này mình thấy nó đạt tầm khoảng 25 phút anh ạ. Bay ở chế độ Sport Mode và quay liên tục. Từ nãy giờ mình ấn ghi hình liên tục nhé. Nếu mà nó sẽ ngốn pin hơn rất là nhiều so với lại không ghi hình. Rồi thì bay Sport Mode mà bay lên độ cao như thế này nó sẽ khá là ngốn pin anh em. Nếu anh em bay bình thường thì nó phải được tầm 25 phút. Đang hạ cánh còn có hơn 200m thôi. Kìa anh em nhá. Đã nhìn thấy bóng dáng trở về kia rồi. Đấy. Úi xời. Đây. Authentic Atom đã trở về một cách an toàn. Đây là bộ dạng của em nó sau khi săn mây này. Ô, hôm nay săn mây xong lại không thấy ướt át gì anh em ạ. Chứ bình thường mình lên cái tầm mây đấy, chắc khả năng mọi lần săn mây đen thì sau khi xuống nó sẽ đọng sương. Đây, lần này thì khô luôn nhé. Không có dấu hiệu gì của sương hay là của nước đọng lại. Đấy. Mây trắng anh em, mây trắng thì không vấn đề gì cả. Mây đen lắm hôm mây đen sắp mưa mình bay lên là sẽ bị đọng sương.
Ok nhá, săn mây 800m thành công.